Danh tính cô dâu Quảng Ninh đeo vàng cả ký của hối môn tiền bó từng cọc xếp cạnh số đỏ. Sau khi những hình ảnh về đám cưới của một cặp đôi ở Quảng Ninh được đăng tải lên mạng xã hội, hiện dân mạng đang truy lùng danh tính cô dâu chú rể số hưởng nhất tỉnh này. Ngày cưới, cô dâu chú rể thường được gia đình hai bên tặng vàng để mong cặp đôi có cuộc sống đủ đầy. Chính vì thế, cô dâu chú rể đeo vài chỉ hoặc vài cây vàng trên người trong ngày trọng đại là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, hôn lễ này lại khiến dư luận bất ngờ vì số vàng quá khủng trên người cô dâu. Cụ thể mới đây, trên một diễn đàn chia sẻ rộng rãi bài đăng một đám cưới ngập vàng ở Quảng Ninh với dòng trạng thái: "Đám cưới ở đâu áp lực nhất Việt Nam, chắc chắn gọi tên anh em Quảng Ninh, cỗ bàn thì toàn cua, ghẹ, xó huyết, bề bề gây áp lực cho người đi dự, của hồi môn thì vàng chơi theo ký, tiền chơi theo cọc, sổ đỏ chơi theo sấp, gây áp lực cho cô dâu, chú rể." Đi kèm với bài viết là loạt hình ảnh cô dâu xinh đẹp đeo gần chục chiếc kiềng vàng trên cổ, cổ tay, ngón tay cũng chỉ toàn vàng là vàng, lấp la lấp lánh. Ngoài ra trong một số khoảnh khắc, quà hồi môn của cô dâu cũng khiến dân tình hai mắt tròn xoe khi hàng chục cây vàng được xếp trong chiếc hộp có thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Ngoài ra, tiền mặt cũng được xếp gọn gàng thành từng cọc, bên cạnh là quyển sổ đỏ và nhẫn kim cương. Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh trên đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước số lượng quà hồi môn khủng và nhiệt tình xin vía. Sao mà giàu dữ vậy trời, cả đời làm khéo không tích được số tài sản như vậy. Đám cưới đúng kiểu áp lực luôn, đi ăn cỗ mà không biết nên để gửi tiền mừng bao nhiêu. Áp lực này tôi xin gánh hộ cô dâu, có được sự hậu thuẫn của gia đình đúng là phước lớn. Có thể thấy, biểu cảm trên gương mặt cô dâu vô cùng rạng rỡ khi trên người đeo đầy vàng chói mắt. Chú rể cũng nở nụ cười tươi trên môi, vui vẻ nắm tay bà xã đến từng bàn mời rượu. Chắc hẳn cả hai đang rất hài lòng khi nhận được số tài sản lớn này từ phụ huynh. Theo thông tin tìm hiểu, đám cưới được tổ chức vài ngày trước ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cô dâu là Hạnh Nhi, chú rể tên Thế Tiến. Trong lễ vu quy, cặp đôi đã nhận được tổng 60 cây vàng, 1 tỷ đồng tiền mặt, kèm theo đôi bông tai hột xoàn và nhẫn kim cương. Phía nhà trai còn trao thêm một sổ đỏ 700m² đất. Trước đó tại thành phố Huế cũng diễn ra một lễ cưới chấn động mạng xã hội. Theo đó, trong lễ vu quy ngày 23 tháng 7 vừa qua, Linie Phan 32 tuổi, tên tiếng Việt Phan Linh, cùng chồng Jimmy Phan 41 tuổi hạnh phúc đón nhận món quà hồi môn giá trị lớn từ cha mẹ, gồm 26 cuốn sổ đỏ, trong đó 5 cuốn sổ do nhà chồng tặng, 20 cuốn sổ do mẹ Linie tặng và 1 cuốn sổ đỏ do đích thân bà nội cô dâu tặng. Cũng trong lễ thành hôn, cô dâu tuyên bố toàn bộ số tiền mừng cưới sẽ được đem đi làm từ thiện cho trẻ mồ côi và khuyết tật. Được biết, Linie và Jimmy hiện đang sinh sống tại Mỹ. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại California và quê nhà Việt Nam theo chủ đề khu vườn cổ tích và phong cách cung đình Huế cổ xưa. Khu vườn được trang trí với những cánh bướm nhiều màu sắc cùng số lượng hoa tươi lớn, được lấy cảm hứng từ bộ phim Alice in Wonderland. Mẹ đã mua bất động sản trong vòng 7 năm và khi đám cưới đã giao lại hết cho mình, mẹ nói là còn nữa nhưng chưa kịp làm sổ, nên có bao nhiêu đây mẹ cho lại con gái mẹ, Linie tâm sự. Hồi tháng 5, cô dâu ở Thanh Hóa với vô số vàng đeo trên người cũng khiến dân tình choáng váng như hai cô dâu trên. Trong lễ nạp tài diễn ra tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Tống Linh, 23 tuổi, được bố mẹ và người thân trao hàng chục chiếc kiềng cổ, dây chuyền vàng. Chú rể Mậu Dương, 26 tuổi, tiết lộ sau lễ nạp tài, anh cả và vợ sắp cưới chưa kiểm đếm cụ thể số vàng bố mẹ và người thân tặng. Tuy nhiên, anh ước tính có khoảng 50 cây vàng được trao trong buổi lễ. Cụ thể, bố mẹ cô dâu trao 20 cây vàng, 5 tỷ đồng tiền mặt, số vàng còn lại là cô, dì, chú, bác và người thân tặng.